Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Đồng ý hẹn hò. Vâng, và Thu Hằng, Việt Dũng rất vui khi mà tiếp tục là người đồng hành cùng với các cặp đôi, xây duyên cho các cặp đôi và tạo cơ hội để các bạn có thể kết nối với nhau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi tiếp theo của ngày hôm nay. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với nhà trai, nhà gái và chắc là nhường cái sự ưu tiên cho nhà gái trước ha. Xin mời Hiền có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình để cho nhà trai của chúng ta được biết một chút thông tin về Hiền. Xin mời Hiền. Dạ, em chào ban tổ chức, em chào anh chị hai bên. Thì hiện tại thì em đang công tác tại chi nhánh Sài Gòn 5. Em tên Hiền, em sinh năm 1998 và quê quán của em hiện tại là đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hiền đang ở khu vực nào của thành phố Hồ Chí Minh vậy? Dạ em ở quận 9 ạ. Ở quận 9. Rồi, để xem lát nữa chàng trai của chúng ta thì khoảng cách địa lý xem như thế nào nhé. Không biết là nhà trai như thế nào nhỉ? Nhà trai bên này, nhà trai có thể giới thiệu bản thân về mình một chút không? Xin chào Huy. Dạ, em chào hai MC, em chào hai anh lãnh đạo và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Trần Gia Huy. Em sinh năm 1997, quê quán em ở Bình Định. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, Sài Gòn 14. Không biết là Huy đang công tác ở FPT mình là đang công tác ở đơn vị nào vậy? Dạ, em công tác tại FPL Sài Gòn 14. Chàng trai của chúng ta thì đến từ trung tâm kinh doanh Sài Gòn 14. Thế còn Hiền thì là Hiền đang ở đơn vị nào Hiền nhỉ? Dạ em thuộc đơn vị IBB ạ, em bên sale ạ. Bên sale là Hiền đến từ của Sài Gòn 5. Sài Gòn, trung tâm kinh doanh Sài Gòn 5 đúng không? Hai bạn thì không biết là Hiền đã vào FPT Telecom được bao lâu rồi? Dạ em thì vào FPT được khoảng hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi. Thế còn nhà trai của chúng ta thì sao ạ? Dạ em vào FPT đây là tháng thứ tư. Một chàng trai vào từ tháng thứ tư và một cô gái thì đã vào được một năm rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang có duyên để gặp gỡ nhau trong chương trình Đồng ý hẹn hò. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút về hai bạn. Đầu tiên thì chắc là tìm hiểu về sở thích của hai bạn đi ha. Xem không biết là hai bạn có cái điểm tương đồng nào hay không. Chắc vẫn nhường cho nhà gái của tôi trước nhá. Chắc chắn rồi, mình nhường nhà gái trước đi. Rồi, mời Hiền có thể chia sẻ một chút về sở thích của Hiền cho bạn nam được nghe được không? Dạ, về sở thích của em thì lúc trước thì em thích đọc sách với lại nghe nhạc. Nhưng mà về sau này thì em khi mà đi làm rồi á, thì kiểu làm mọi thứ áp lực nhiều hơn. Nên em không có nhiều thời gian để đọc sách nữa. Nhưng mà em có một cái sở thích khác là chơi game. Thì bắt đầu từ lúc đi làm đến giờ là em rất là hay chơi game luôn. Dạ, ngoài ra thì em còn có một cái sở thích về chơi tay côn. Có vẻ là cô gái của chúng ta là một cô gái rất cá tính đúng không? Thế thì chàng trai vừa rồi thì nghe được một chút về sở thích của cô gái rồi, không biết cảm nhận của Huy như thế nào? Thì cũng gần tương tự gần giống em. Em thì thời gian rảnh thì em ở nhà thì em rất hay đọc sách. Và ra ngoài thì nếu mà không ngoài giờ việc thì có thể em ghé ngồi cà phê. Thường là ngồi một mình. Ngoài sở thích là đọc sách hay uống cà phê thì không biết là Huy có những cái sở thích gì khác không? Như là có thích đi xe tay ga không? Hay đi xe tay số không? Hay là mình có cái sở thích là chơi game không nhỉ? Dạ game thì tại vì em về FPL thì tại em không có chơi game. Còn xe thì em đang đi xe Tycoon. Thế là cũng có một điểm tương đồng, một điểm chung ở hai bạn rồi đấy. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà hai bạn kết nối với nhau á thì sẽ có một cái nội dung chung để mình có thể chia sẻ với nhau rồi đấy đúng không ạ? Còn về phần chơi game thì thường nghĩ rằng không sao. Sau này thì Hiền có thể hướng dẫn cho bạn Huy của chúng ta chơi game được. Biết đâu khi mà hai bạn có thể gặp gỡ nhau và kết nối thì Huy có thể đèo Hiền trên một xe tay côn để đi cùng đi du lịch, đi phượt thì sao hả Hằng?
Nghĩ đến cảnh đó thôi là cũng thấy rất là tuyệt vời rồi đúng không nào? Giờ chúng ta vừa mới biết được qua một chút về sở thích của Hiền cũng như là của Huy rồi. Bây giờ mình khoe một chút về điểm mạnh của Hiền đi. Không biết là như Hiền của chúng ta thì sở trường của bạn là gì? Về sở trường của em thì thường thì em thích đi hát. Nhưng mà gần đây là do dịch cho nên là em với bạn em cũng không có tụ tập được nhiều. Thì em nghĩ là nếu mà nói về sở trường đó, thì ngoài hát ra thì em nghĩ chắc là cái điểm mạnh của em là em hoạt bát. Thì nói chung tính em cũng hơi mâu thuẫn là em là một người ít nói, nhưng mà khi mà em ra ngoài em tiếp xúc với mọi người thì do là tính chất công việc cho nên là dần dần em trở nên em hoạt bát nhiều hơn và nó trở thành cái lợi thế của em so với lúc trước. Có nghĩa là mình chỉ cần là mình chia sẻ, mình nói đúng thời điểm thôi đúng không? Thế là thế đằng nhà trai Huy thì mình có thể show ra cho bạn nữ biết là điểm mạnh của mình là gì không, để thể hiện là mình có năng lực như thế nào nào Huy? Dạ thì đối với em nói điểm mạnh lớn nhất của mình là em rất nhanh hòa đồng và em chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà cái tính cách của em là người sống rất nội tâm cho nên là em mới chọn cái nghề về dịch vụ về khách hàng hoặc là sale kinh doanh để em tiếp xúc và để em cải thiện với cái vấn đề là ít nói của mình. Ngày xưa em rất là ít nói hay ở một mình, nhưng mà sống rất là cô độc. Qua những cái chia sẻ của Huy thì Dũng đang cảm thấy Huy là một người rất là tình cảm, sống rất là nội tâm và có thể là một người quan tâm đến bạn nữ của mình rất nhiều đấy Hằng ạ. Nếu mà tương lai Huy mà có bạn gái thì chắc chắn là phải rất chiều bạn gái đấy. Nói như thế này thì chắc là con gái chúng tôi ấy, thì chắc cũng chỉ cần một bạn nam cũng biết quan tâm, biết chia sẻ với mình thôi. Là như vậy thôi là cũng đủ ấm áp rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu một chút rồi, đôi chút về sở trường này cũng như là sở thích của hai bạn. Đấy chỉ là những thông tin cơ bản thôi. Thì bây giờ không biết là hai bạn đã cảm thấy rằng là chúng ta đang thoải mái hơn một chút chưa, để có thể chia sẻ nhiều hơn về những câu chuyện của mình liên quan câu chuyện tình cảm này, hay là những cái kế hoạch tương lai cho việc xây dựng gia đình. Hai bạn đã cảm thấy thoải mái hơn chưa nhỉ? Dạ rồi. Rồi đang thấy hai bạn cũng đang... Huy của chúng ta thì cũng đang vẫn còn hơi rụt rè một chút. Đúng là kiểu một chàng trai sống khá là nội tâm lặng lẽ, nên thành ra bây giờ cũng đang hơi có đôi chút là rụt rè, hơi ngượng ngùng một chút đúng không? Thì hy vọng rằng là Huy có thể thoải mái hơn một chút để chúng ta có thể chia sẻ. Ngày hôm nay là cơ hội để bạn show hết những cái gì mà điểm mạnh của mình này, hay là những gì là lợi thế của mình, để cho bạn nữ ghi điểm trong mắt bạn nữ. Và tương tự Hiền cũng như vậy nhá Hiền. Dạ, ok chị. Chắc là Thu Hằng xin được hỏi một chút về quan điểm tình yêu của hai bạn. Thì lần này chắc nhường cho nhà trai trước. Ok, tiếp nối Hằng. Xin phép Huy ơi, không biết là quan điểm về tình yêu của Huy như thế nào? Dạ, đối với em thì em không có đòi hỏi tình yêu, thì em không có đòi hỏi nữ bên kia quá nhiều. Thì em chỉ cần một người hiểu, học cách hiểu tính em, rồi biết chia sẻ. Thì nói chung là trong một cái vấn đề nào đó thì nó không bao giờ nói gọi là nói đó là trong tình yêu thì nó không có cái gì gọi là trọn vẹn hạnh phúc, nhưng mà là không có sóng gió về. Nhưng mà chỉ em chỉ cần một người hiểu và biết cách cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Có nghĩa là bạn trai của chúng ta rất là cần một người hiểu và chia sẻ được với mình. Vậy cho Dũng xin phép được hỏi Huy thêm một chút là thế, câu hỏi hơi sâu một xíu nha, không biết là Huy đã từng có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì em thì nếu mà tính thì có hai mối tình, nhưng mà cái mối tình thứ hai thì nó không bao lâu. Còn cái mối tình đầu là em quen từ lúc ở quê, thì quen được 8 năm. Huy là một bạn rất là tình cảm, nên là mình nghĩ là một mối tình 8 năm là sẽ rất là nhiều những kỷ niệm. Nhưng mà chắc chắn là mình cũng là một quá khứ và bây giờ mình cũng phải mở ra một trang mới, cũng như là tạo cho các bạn nữ có một cơ hội để mình có thể cùng nhau tiến đến tương lai.
hay là có một mối quan hệ mới sáng hơn và có một kết cục tốt đẹp hơn đúng không Huy? Vậy không biết là nhà nữ như thế nào hả? Vừa rồi thì Hiền cũng đã được nghe Huy chia sẻ một chút về quan điểm tình yêu này. Thì bây giờ mình con gái đi, mình chắc mình sẽ có quyền lựa chọn, mình đưa ra những cái gọi là tiêu chí của mình đúng không Hiền? Bây giờ Hiền sẽ chia sẻ trước xem là tiêu chí của Hiền là muốn chọn một chàng trai cho mình sẽ là như thế nào. Về tiêu chí thì em gần như là em không có. Tức là khi mà mình thích một người nào đó rồi thì người ta như thế nào cũng được hết. Chỉ là còn về cái quan điểm về chuyện tình cảm của em á, thì nếu như mà hai người khi đã xác định bên nhau rồi thì miễn là cả hai còn muốn ở bên nhau thôi. Còn là những cái vấn đề khác thì có thể cùng ngồi lại với nhau, bàn với nhau để giải quyết, thì không có cái gì là khó khăn hết, miễn là còn muốn bên nhau thôi. Như này thì lát nữa Hiền và Huy sẽ được gặp nhau và các bạn sẽ cùng kiểm chứng xem là tưởng tượng của mình xem có đúng với cả hình mẫu bên kia không nhá. Và chắc có lẽ là chúng ta sẽ không để cho các bạn phải hồi hộp, phải chờ đợi lâu hơn nữa. Thì bây giờ sau phần này thôi, chúng ta sẽ đến ngay với cái phần mà các bạn sẽ được gặp mặt, sẽ được nhìn thấy nhau. Đồng ý hẹn hò sẽ phát sóng xuyên Tết để phục vụ nhu cầu của khán giả. Đón xem hai tập phát sóng đặc biệt vào lúc 14 giờ 2 phút các ngày mùng 2 và mùng 4 Tết âm lịch, nhằm ngày mùng 2 tháng 2 và 4 tháng 2 dương lịch. Rồi, chúng ta đã gặp được cả Hiền cả Huy đây rồi. Bây giờ thì hai bạn đã vừa mới nhìn thấy nhau rồi, không biết rằng là cảm xúc cũng ngay lúc này của cô gái của chúng ta như thế nào nhỉ? Nhưng mà nhìn thấy chàng trai của mình nãy giờ mình nói chuyện qua giọng nói thôi, thì bây giờ được nhìn hình ảnh và cảm nhận của bạn như thế nào? Cũng không biết nói gì. Nhiều cảm xúc quá nên là bây giờ là không biết chia sẻ, không biết nói gì nữa rồi. Thế còn nhà trai của chúng ta thì sao nhỉ? Không biết Huy ơi, Huy khi nhìn thấy Hiền thì sao? Huy có cảm nghĩ gì hay là có thấy là Hiền giống với tưởng tượng của mình không? Em tưởng tượng thì đúng khoảng 70%. Đúng khoảng 70%. Đã gọi là cảm thấy rằng là mình được bao nhiêu phần trăm chấm điểm cho cô gái này rồi? Chấm cô gái được bao nhiêu điểm rồi này? Chắc là em chấm 10/10. Ôi tuyệt vời quá, chấm 10/10. Còn số điểm của cô gái của tôi dành cho chàng trai thì như thế nào đây này? Đúng rồi, về nãy giờ anh chia sẻ thì em cũng chấm 10/10. Rồi, bây giờ thì nãy giờ các bạn đã được gặp gỡ nhau rồi, nhìn thấy nhau rồi này. Bây giờ chúng tôi sẽ dành cho bạn những khoảng thời gian để hai bạn có thể tự trò chuyện và tự chia sẻ với nhau nhiều hơn. Và lát nữa thì MC sẽ quay trở lại với các bạn. Nhưng mà các bạn hãy tận dụng khoảng thời gian này nhé, tại vì là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất ngắn thôi để hai bạn có thể trực tiếp trò chuyện, nói chuyện với nhau mà không có sự tham gia của MC. Và lát nữa thì chúng tôi sẽ quay lại trở lại với các bạn. Xin mời các bạn. Lần đầu gặp mặt thì cũng không biết nói gì nhiều. Và không biết thì về cái sở thích xe con của em là em có thể cho anh biết rõ hơn là như thế nào? Về cái sở thích đó của em thì thực chất thì cũng mới gần đây em mới biết chạy xe thay côn thôi. Thì lúc trước, lúc mà còn đi học á, thì em đã thích rồi, nhưng hồi đó thì chưa có biết chạy. Thì cho nên về sau này khi mà em bắt đầu biết chạy rồi thì em tìm hiểu nhiều hơn. Thì cho em hỏi thêm là không biết là cái loại xe tay côn mà anh thích đó là nó sẽ thuộc dáng thể thao hay là classic? Thì anh thích classic hơn. Nhưng mà hiện tại thì anh đi xe thể thao. Tại vì xe thể thao là cái xe tơ là nó thuộc dạng là không có phổ thông, chỉ chuyên dùng để đi thôi, để đi đường xa. Còn để mà về mẫu xe côn mà để anh thích thì những cái mẫu classic nó mới là cái sở thích chủ yếu. Là thì hiện tại thì chưa muốn đã tìm hiểu nhưng mà cũng chưa muốn là sắm cho mình. Có thể là em ơi có gia đình rồi sẽ sắm, đều em thì tốt quá rồi. Là lúc đó là mỗi đứa một chiếc đi cùng.
Cái này thì không biết là hiện tại là bên anh bên Sài Gòn 14 đúng không? Đúng. Dạ, anh cho em hỏi là anh là bên bộ phận nào của Sài Gòn 14? Anh vẫn là cũng là nhân viên kinh doanh giống em. Anh cũng phòng cho anh phòng số 2, kinh doanh số 2 của Sài Gòn 14. Dạ rồi. Lúc nãy em tưởng anh là bên dịch vụ khách hàng. Một khách hàng thì mô hình của anh có thể là như thế là nó không được hoàn hảo giống người người khác, nên để mà làm một cái về dịch vụ khách hàng thì vẫn được, nhưng chủ yếu là nó không thuận lợi. Thì sẵn nói câu chuyện đó anh hỏi, thì nếu em có suy nghĩ thế nào nếu em quen với một người mà là trong cuộc sống thiệt thòi về rất là nhiều thứ, thì không biết là em có suy nghĩ như thế nào? Nếu mà thiệt thòi về nhiều thứ thì không biết là anh đang tính nói về thiệt thòi về cái gì. Em chưa hình dung được. Anh thì anh có rất là nhiều điểm yếu, ví dụ như về gia cảnh, rồi ngoại hình, về học vấn, về phương diện tài chính, nói chung là có rất là nhiều thiệt thòi, không không bằng được người khác. Nhưng mà hiện tại về cái cuộc sống của anh thì anh vẫn tự lập, thì không, và cũng đang nghĩa là cũng đang nuôi một đứa em út của anh đi học đại học, thì không biết thì em có suy nghĩ như thế nào? Đối với em thì qua những cái mà anh kể thì em cảm thấy đó là cảm nhận của anh thôi. Thì về phần em thì em cảm thấy những cái đó em không xem nó là thiệt thòi. Và thực sự thì em cũng không có quan tâm đến những cái vấn đề bên ngoài, mà em sẽ quan tâm tới cái đối tượng mà em nhắm tới thôi. Thì nếu như mà anh có thể tự lập được, anh có thể lo cho cả em út của mình nữa, thì em nghĩ cái điều đó là một cái điều rất là tốt luôn. Tại vì thực sự là ở cái độ tuổi như anh với em bây giờ thì gần như là không có ai làm được cái điều đó hết. Thì nếu như đối với em á, mà tìm một đối tượng nào đó để tìm hiểu, thì em nghĩ là những người mà có khả năng tự lo cho bản thân và còn thậm chí là lo cho gia đình như như anh á, thì em nghĩ là nó sẽ tốt. Còn lại về những cái mặt phía bên ngoài, những cái vấn đề xung quanh thì thật sự em cũng không quan tâm lắm đâu. Tại vì khi mà hai người quen nhau thì về vật chất hay gì đó thì cả hai có thể cùng cố gắng được. Em cũng không có trông đợi người ta phải lo cho em về vật chất, tại em chỉ cần tình cảm là được. Thì có câu hỏi nào cho anh không? Hiện tại thì em chưa, nhưng mà về quan điểm của em thì em nghĩ là nếu như mà để tìm hiểu thì em sẽ thích gặp trực tiếp. Anh cũng vậy, anh ít ít chia sẻ với lại ngồi trước mặt mình nói chuyện lâu rồi mình mới có câu chuyện để nói. Còn Dạ đúng rồi, cái tại vì này một phần nào đó thì em cũng là một kiểu người nội tâm giống như anh. thì sở thích đi xe côn, thì em có đi du lịch em hay đi em phượt lần nào chưa? Em chưa đi phượt bao giờ hết, em chỉ chạy vòng vòng thành phố thôi. Anh thì cũng chưa đi phượt, nhưng mà cũng mong muốn là sẽ đi phượt một lần. Dạ, hẹn anh một ngày không xa. Rồi,
Nãy giờ thì có lẽ là hai bạn cũng đã có những cái phần trò chuyện với nhau đúng không nào? Thì chàng trai của chúng ta có vẻ là rất chân thành, chia sẻ, có những cái chia sẻ rất chân thành cho cô gái để cô gái hiểu mình hơn, để cô gái có thể đâu đấy hiểu được chàng trai là một chàng trai như thế nào đúng không Dũng? Mình cũng thấy là Hiền cũng là một bạn nữ rất là thấu hiểu và rất là cảm thông cho Huy đấy. Thì không biết là chắc là Dũng hy vọng là hai bạn cũng sẽ trở thành sẽ là một đôi, một cặp trong tương lai để chúng ta có thêm thật là nhiều mối quan hệ cũng như là thật là nhiều những bạn bè, những tình cảm mới, tạo cho nhau một cơ hội để tiến tới tương lai xa hơn. Và tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có sự tham gia của những vị khách mời rất là đặc biệt, là những người sếp, những người lãnh đạo trực tiếp của các bạn. Và nãy giờ thì hai anh cũng đã ngồi ở trong phòng on meeting này và cũng cùng nghe các bạn chia sẻ nãy giờ rồi. Thì có lẽ là chúng ta sẽ gặp gỡ về với hai anh lãnh đạo ngày hôm nay một chút nhé. Thì chắc là em xin được chào anh Can ạ. Anh Can có thể mở mic lên. Chào MC Thu Hằng và Việt Dũng. Dạ vâng. Nãy giờ thì anh ơi, anh cũng đã nghe hai bạn có những cái phần chia sẻ, những phần trò chuyện với nhau, thì không biết là anh Can bây giờ có đôi lời chia sẻ nào lại với hai bạn không ạ, trước khi mà hai bạn chuẩn bị bước đến cái phần rất quan trọng trong ngày hôm nay là phần quyết định. Anh chào ban tổ chức, chào hai MC, chào đàn gái. Thì anh cũng có chia sẻ lại tí về Huy. Thì Huy là anh cả trong một gia đình, quê ở Bình Định, thì nhà ba mẹ cũng có một cái vườn trồng mai, mai bonsai á. Thì Huy cũng chia sẻ là như nãy Huy có nói với Hiền là nhà cũng không được khá giả lắm, tài chính vì bạn bị ảnh hưởng như đấy. Thì nhưng mà trước đây thì Huy làm quản lý ở nhà hàng tiệc cưới, xong rồi sau đó là cũng ảnh hưởng bởi dịch nên là cũng bén duyên với FPT, thì mới vào nộp hồ sơ vào Sài Gòn 14 và làm nhân viên kinh doanh. Thì làm việc với Huy cũng chỉ mới 4 tháng thôi, thì Huy cũng mới vào được 4 tháng. Nhưng mà tiếp xúc với Huy được một thời gian thì anh cảm nhận được trong Huy là Huy là một người rất là hòa đồng và rất là gọi là người có ý chí á, rất là chịu khó và siêng năng. Thì chắc là Hiền làm trong FPT cũng biết rồi, thì gia nhập từ một cái lĩnh vực mà không có liên quan gì tới bán hàng mà gia nhập vào FPT với một cái công việc là bán hàng thì nó rất là nhiều khó khăn. Và cái mà khó khăn mà anh nghĩ Huy đang gặp đó là cái giọng nói của Huy ở khi mà sinh sống ở miền Nam của mình, nó cũng là một cái trở ngại khi mà đi tư vấn cho khách hàng. Nhưng mà chỗ Huy cũng là rất là nỗ lực và cố gắng để thay đổi cả cái giọng nói của mình, để cố gắng làm sao mà được khách hàng hiểu được. Thì cái nghị lực trong Huy thì anh thấy rất là lớn. Và ngay cả tháng thứ hai là Huy đã chạy từ năng suất lao động là bằng những cái bạn mà đã làm lâu năm rồi. Đấy, thì anh chia sẻ thêm một số thông tin về Huy để cho thấy Huy là một người, như đã Huy chia sẻ, là một người đã tự lập và có nghị lực để lo lắng cho gia đình. Thì hiện tại Huy cũng đang sinh sống cùng với em gái trong Sài Gòn. Đấy, còn về phía bạn gái thì chỗ Hiền thì anh đang có một nhận xét là Hiền là một bạn gái là khá xinh, và hai bạn thì cũng đang có rất nhiều điểm chung. Và anh đang thấy như hai bạn chia sẻ thì anh thấy rất nhiều điểm chung, ví dụ như là thích đọc sách nè, thích xe tay con nè, rồi là hai bạn cũng là những người mà cũng một thời gian là ít nói và sống một cách rất là nội tâm. Và sau này thì cái mong muốn là gia nhập vào FPT để làm nhân viên kinh doanh cũng là muốn thay đổi cái tính cách của mình để mình hoạt bát hơn. Thì anh thấy rằng đang rất có nhiều điểm chung, và cái điểm chung đấy thì anh cũng hy vọng rằng là nếu như hai bạn tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu xa hơn, thì nó cũng sẽ thuận lợi cho hai bạn rất nhiều trong thời gian sắp tới. Thì anh có những chia sẻ như vậy. Vâng, em cảm ơn những chia sẻ của anh Can. Phải nói là một người lãnh đạo rất có tâm, vì là nhận xét, kể cả là nhận xét nàng dâu tương lai hay là chính người nhà mình đi, thì anh cũng rất là hiểu về cán bộ nhân viên của mình, mà có những chia sẻ rất là sâu về bạn. Thì không biết là bên nhà Nam, đại diện của nhà Nam là anh Huy. Anh Huy ơi, anh Huy có cho bọn em, thì có thể cho bọn em biết thêm một chút thông tin về
về bạn Hiền được không? Hay là mình có thể nhận xét đôi chút đôi dòng về bạn Huy được không ạ? Xin chào ban tổ chức, chào hai MC, rất là đẹp trai và đẹp gái. Thì nhà trai chỗ anh Cang, anh đã nói gần hết rồi, nhà gái nên nói ít thôi. Nhà gái mình phải thùy mị, mình nói ít thôi. Thì chắc Huy cũng biết vài dòng. Thì Hiền là một người phụ nữ như thế nào nhỉ? Có lẽ là nó hơi bị mâu thuẫn một xíu. Vì sao? Vì bạn sống rất là nội tâm và có trách nhiệm, nhưng bề ngoài thì luôn luôn là phá cách. Đấy, thì Huy chỉ có một cái comment như vậy. Thì ở đây cũng có chàng giao Huy. Thì đó là những cái comment mà Huy đã khi mà khi anh đã làm việc với Hiền hơn một năm nay thì Huy nhìn nhận được vấn đề đấy. Còn chắc chắn những cái mà của một người phụ nữ mới mới trưởng thành, là mới ra trường đấy, thì luôn luôn cái sự nhiệt huyết, cái sự quyết tâm và cái sự và một người phụ nữ xinh như Hiền nữa thì cái sự mơ mộng nó rất là nhiều, và nó không bao giờ, nó chưa có một cái ngưỡng để dừng lại đâu. Nên thì đó là một cái Huy bao quát cái tính cách của Hiền. Còn qua hồi nãy giờ, từ sáng giờ, từ 8 giờ đến bây giờ thì cũng đã hơn 2 tiếng. Thì qua bằng trao đổi với các bạn và cũng có như chỗ 2 MC thì Huy đánh giá chỗ Gia Huy là đúng như là một người đàn ông chuẩn của kiểu người miền Trung. Thì có thể nào đó là rụt rè, ăn nói không lưu loát như là chỗ nhà trai Phùng Chí Cang lắm. Nhưng được một cái là bạn ấy rất là khi nhận xét được là bạn rất là thiệt tình trong những cái phát biểu cũng như là những cái trao đổi, và cũng như là một phần quà, và bạn rất là tâm huyết. Thì đấy là chỗ Huy có đôi lời nhận xét. Thì nhà gái thì như Huy nói ban đầu, nhà gái nó ít thôi để mình giữ nếp cho mình. Dạ, em cảm ơn anh Huy rất là nhiều về những chia sẻ của anh. Em nghĩ rằng là hai bạn thì ở đây chúng ta có những cái quan điểm với lại có những cái chia sẻ với hai bạn hoàn toàn có thể là những cái bù trừ cho nhau được. Nếu như mà bạn Huy của chúng ta là một chàng trai cũng khá là rụt rè, khá là ít nói, thì Hiền cũng sẽ lại là một cô gái mà hoạt bát hơn chút xíu để bù lại cho chàng trai. Thì như vậy thì hai bạn nói chuyện cũng sẽ vui hơn, đúng không ạ? Dạ, em cảm ơn những chia sẻ rất có tâm của hai anh lãnh đạo, và có vẻ như là cả hai anh nhà trai nhà gái thì đang dần dần là gọi là duyệt dâu duyệt rể rồi đấy ạ. Bây giờ chỉ còn chờ vào cái quyết định của hai bạn nữa thôi. Thì chúng ta sẽ ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần quyết định của hai bạn. Vâng, và chúng ta đã thấy quyết định của Hiền cũng như là của Huy, đúng không nào? Có lẽ là bây giờ thì với quyết định này thì rất tiếc là chúng ta chưa nhận được hai trái tim của cả hai bạn, mà mới chỉ là có trái tim của chàng trai thôi. Thì chắc là chia sẻ một chút của chàng trai được không? Dạ. Dạ, thì đối với em thì nghĩa là em không có kiểu mà kén chọn hay gì, cũng không phải là dễ dãi, chủ yếu là em muốn quen một người thì cứ từ từ tìm hiểu, là mình càng hiểu nhau và càng hợp nhau thì mình càng tiến tới thôi. Chứ là mọi quyết định ban đầu, ví dụ nó có thể là không có nhiều thời gian đó, thì cái quyết định nó có thể là nó không chuẩn xác, thì theo quan điểm của em thì không biết thế bên Hiền thì đang có suy nghĩ gì ạ? Dạ, suy nghĩ của em thì cũng hơi nhiều. Thì thật ra em cảm thấy về quyết định đó, em cũng chưa vội lắm. Thì em cảm thấy là anh Huy là một người rất là chững chạc, rất là trưởng thành. Thì cái kiểu cách giống như vậy thì em cảm thấy là sẽ hợp với những người con gái mà
biết lo toan nhiều cho gia đình hoặc là cũng trưởng thành giống như anh Huy. Thì tự bản thân em cảm nhận về em thì em cảm thấy mặc dù em cũng khá là nội tâm này, nhưng mà em vẫn còn ham chơi nhiều, em chưa có nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Thì có thể trong, nếu mà em đồng ý thì có thể trong một khoảnh khắc nào đó em sợ bản thân em lại làm bạn nam tổn thương. À, mình cũng muốn nói với Hiền một xíu. À, thả trái tim hay thả like nó chỉ là một hình thức. Thật ra là thả trái tim là để chúng ta có, ngoài việc là tiến tới việc xa hơn nữa là trở thành một đôi bạn trẻ có thể yêu đương với nhau, hay là mình có thể hẹn hò với nhau, thì trái tim còn có thể là giúp hai bạn có thể kết nối với nhau, ngoài việc là mình tạo cho nhau một cơ hội, và ngoài ra nếu không thì chúng ta có thể trở thành bạn bè. Thì Dũng nghĩ là hình trái tim hay là nút like thì nó sẽ là có một cái ý nghĩa như vậy. Còn thả nút like gần như là chúng ta sẽ ngắt kết nối và chúng ta sẽ coi như là sẽ không tiếp tục được mối quan hệ này nữa. Và nhưng mà không sao, Hằng nghĩ rằng là Hiền đang là một cô gái, Hiền cũng rất là tâm lý đấy, khi mà Hiền có lẽ là Hiền đang đặt cái suy nghĩ của mình dành cho chàng trai nhiều hơn, thế là nghĩ cho chàng trai sau này nhiều hơn, nên là Hiền đã đưa ra cái quyết định như vậy. Thì cũng là vì chàng trai, suy nghĩ cho chàng trai thôi. Cũng là một cô gái rất là chu đáo, rất là suy nghĩ có trước, có sau, nên là đây là cái quyết định của Hiền rồi. Thì chúng tôi, ban tổ chức, những người làm chương trình tôn trọng quyết định của hai bạn. Và rất tiếc rằng là hai bạn ngày hôm nay không thể cùng nhau cho nhau được một cái trái tim để có cơ hội tiếp tục kết nối và trò chuyện với nhau. Thế nhưng mà Thu Hằng nghĩ rằng là ngày hôm nay là ngày mà các bạn đã có duyên được gặp gỡ rồi. Thì nãy giờ chúng ta cũng đã được tìm hiểu, được lắng nghe, được chia sẻ về một người bạn mới, một người đồng đội của mình ở trong cùng công ty, thì cũng là một cái điều rất là thú vị, cũng rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay rồi, đúng không nào? Vâng, và có lẽ là bây giờ với quyết định không cùng thả trái tim của hai bạn thì rất tiếc là chúng ta sẽ, hai bạn sẽ không tiếp tục kết nối với nhau trong thời gian tới. Tuy nhiên rằng là với chương trình Đồng ý hẹn hò thì tất nhiên rồi, có những cặp đôi là đồng ý với nhau, nhưng sẽ có những cặp đôi là chúng ta đưa ra những cái quyết định là không đồng ý với nhau. Đó là chuyện bình thường của một chương trình như thế này, đúng không nào? Chúng ta đang xe duyên, đang kết duyên cho những người còn đang độc thân. Và nếu như mà các bạn chưa tìm được một cái người bạn có thể gọi là trùng sóng, có thể kết nối được với nhau thì không sao hết. Tiếp theo đây thì Thu Hằng hy vọng rằng là cả Hiền và cả Gia Huy, hai bạn cũng sẽ tìm được một người nào phù hợp với mình trong thời gian tới, và để có thể khoe lại với chương trình rằng là sau chương trình thì bọn em cũng đã tìm được một nửa của mình rồi. Dạ, cảm ơn. Thật đáng tiếc bởi vì Hiền và Giang Huy đã không dành cho nhau những cơ hội trong chương trình Đồng ý hẹn hò. Vâng, không sao cả Việt Dũng ạ, vì chương trình Đồng ý hẹn hò của chúng ta sẽ còn tiếp tục, sẽ còn kết nối những cặp đôi khác nữa. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới đây thì chương trình Đồng ý hẹn hò sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời cho những cặp đôi để xem các bạn ấy có đồng ý hay không, vào mỗi chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 14:02 trên kênh website đồngýhẹnhò.fl.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.